Kinh văn. Tòng Phật chuyển luân diệu kham di chúc nghiêm tịnh tỳ ni hoằng phạm tam giới ứng thân vô lượng độ thoát chúng sanh bạc tế vị lai việt chư trần lụy. Theo Đức Phật chuyển pháp luân, khéo kham nhận lời di chúc của Đức Phật, giữ giới luật tinh nghiêm, làm bậc mô phạm trong ba cõi, ứng thân vô số lượng để độ thoát chúng sinh trong đời vị lai, cứu giúp họ vượt khỏi các ràng buộc nơi cõi trần. Giảng: các câu này tán thán các vị đại A-la-hán có được đầy đủ bốn đức tánh tốt đẹp. Câu đầu tiên là tán thán đức tánh trí tuệ của các A-la-hán. Câu thứ hai là khen ngợi đức hành trì giới luật. Câu thứ ba tán thán đức từ, và các câu cuối cùng khen ngợi đức bi của các A-la-hán. Theo Đức Phật chuyển pháp luân, các vị A-la-hán thường thân cận với Đức Phật, không phải là họ chỉ làm thị giả cho Đức Phật, lấy khăn hoặc mang trà để báo đáp ân của Đức Phật, mà họ còn giúp Đức Phật hoằng dương Phật Pháp, gọi là chuyển pháp luân. Đây không có nghĩa là chuyển pháp luân trong lục đạo, mà là chuyển bánh xe đại pháp. Quý vị sẽ hỏi, sao gọi là pháp luân? Vì bánh xe ấy có thể nghiền nát các vật, cối xay có thể nghiền nát gạo và ngũ cốc, pháp luân có thể nghiền nát cả bàn môn tả đạo và đập tan, phá hủy mọi tà kiến. Bánh xe cũng có công năng vận chuyển, như tàu thuyền chuyên chở hàng hóa từ Úc Châu sang Mỹ Châu. Cũng vậy, pháp luân có thể chuyển hóa con người từ biển sinh tử đến bờ giải thoát, niết bàn. Thuyết pháp cũng giống như con thuyền đưa con người từ nơi này đến nơi khác vậy. Khéo kham nhận lời chi chúc của Đức Phật, họ đều chứng được cảnh giới bất khả tư nghị, nên đều có thể khéo léo nhận lãnh lời phó chúc của chư Phật. Kham nhận là nhờ cảnh giới bất khả tư nghị để chứng được, mà quý vị có khả năng và trách nhiệm nhận lãnh lời di chúc của Đức Phật. Đó là lời chỉ dạy cho các đệ tử những việc phải làm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cũng giống như trong một gia đình thường dân, khi người cha sắp chết, họ dặn lại các con trai, con gái những việc phải làm trong tương lai, những việc gì phải nên canh tác và buôn bán. Đức Phật cũng dặn dò các đệ tử rằng: các con nên làm như thế, nên đi đến nơi đó để chuyển pháp luân và giáo hóa toàn thể chúng sinh. Đó được gọi là di chúc. Các vị đại tỷ khưu xứng đáng nhận lãnh những lời di chúc ấy, vì tất cả các vị đều có một trí tuệ bất khả tư nghị để có thể chuyển pháp luân làm lợi lạc cho chính họ và cho mọi người. Câu kinh này tán thán trí tuệ đã giúp cho họ giáo hóa được chúng sinh và đồng thời cũng giúp cho mình đạt được trí tuệ. Câu kinh này khen ngợi đức tánh trí tuệ của hàng A-la-hán. Giữ gìn giới luật tinh nghiêm để làm mô phạm trong ba cõi. Nghiêm nghĩa là phong cách rất nghiêm túc, chính xác, chân thực và không có một chút nào bừa bãi. Có nghĩa là các vị ấy rất đáng kính trọng và mến phục. Họ rất nghiêm trang, nên khi quý vị gặp các vị ấy, quý vị không dám làm điều thất thố hoặc không vâng phục. Quý vị cũng không dám liếc nhìn chung quanh, vì các vị đại A-la-hán rất nghiêm trang. Vì sao quý vị luôn luôn cười đùa? Vì tôi là sư phụ quý vị mà tôi không nghiêm. Do vậy, nên khi sư phụ nói thì quý vị cười giỡn. Khi gặp một vị sư phụ nghiêm khắc, thì quý vị chẳng dám cười giỡn. Các vị đại A-la-hán đều rất sáng suốt và thanh tịnh, vì họ đã dứt trừ ác nghiệp và các tập khí xấu. Tịnh có nghĩa là các vị đã chuyển hóa sạch sẽ các kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. Có nghĩa là các vị không còn vô minh nữa. Thanh tịnh, trong sáng, không còn bợn dơ. Các vị đã lìa hoàn toàn các tập khí xấu ác. Quý vị sẽ hỏi,
làm sao có thể xa lìa các tập khí xấu ác, đoạn trừ hết thảy các việc ác. Tuy vậy, sự tinh nghiêm đề cập ở kinh này là thoát khỏi ngay cả ý niệm đoạn trừ tất cả việc ác. Nếu quý vị còn nghĩ đến việc đoạn trừ việc ác, thì quý vị vẫn chưa được gọi là thanh tịnh. Nếu quý vị còn phải nhớ vào lúc đó, lúc kia, mình phải đoạn trừ chừng đó việc ác này, rồi vào lúc đó, lúc kia, mình phải đoạn trừ việc ác kia. Vì sao? Vì trong tâm của quý vị vẫn còn những tạp niệm. Nếu tâm quý vị thanh tịnh, thì những tạp niệm ấy phải vắng bặt. Khi những tạp niệm ấy không còn hiện hữu, đó được gọi là thanh tịnh. Giới luật, tiếng Phạn là Vinaya, phiên âm là Tỳ Nại Gia hoặc Tỳ Ni, có nghĩa là thiền điều phục. Giới luật có năng lực uốn dẹp các lỗi lầm của quý vị. Nghiêm tinh giới luật có nghĩa là các vị đại A-la-hán thông qua sự hành trì thật sự đã thành tựu được giới pháp cao tột, có công năng điều phục các lỗi lầm. Làm bậc mô phạm trong ba cõi là tiêu chuẩn không có gì sánh bằng trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ là bậc đạo sư của trời và người. Thế nên, câu kinh này là tán thán công đức trì giới của hàng A-la-hán. Ứng thân vô số lượng để độ thoát chúng sinh. Ứng thân còn được gọi là hóa thân. Thông thường, các đại A-la-hán không có ứng thân, nhưng họ tạo ra bằng cách biến hóa thành vô số lượng thân. Họ có thể hóa thành cả ngàn thân, lần khác có thể biến thành 5.000 thân, 10.000 thân, 100.000 thân, 1 triệu, 1 tỷ thân. Các ngài tạo ra ứng thân để làm gì? Phải chăng làm như thế là để các vị đại A-la-hán có thể đi khắp nơi thi triển thần thông, khiến cho mọi người đều biết các vị có thần thông hay sao? Không, các vị đại A-la-hán tạo ra ứng thân là để giáo hóa chúng sinh, để giúp những người cần được độ thoát đến nơi giác ngộ. Khi có những chúng sinh cần được Đức Phật độ thoát, các vị A-la-hán liền hiện thân Phật để cứu giúp cho họ. Khi chúng sinh muốn được các vị Bích Chi Phật độ thoát, thì các vị đại A-la-hán liền hiện thân Bích Chi Phật để cứu độ họ. Hoặc cần hiện thân Phạm Vương, Đế Thích, Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni, các vị liền có các ứng thân tùy nguyện để độ thoát chúng sinh. Như Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có lòng từ rất lớn đối với các chúng sinh cùng có nghiệp cảm với Bồ Tát, và lòng đại bi với những chúng sinh có đồng thể đại bi với Ngài. Các vị đại A-la-hán hiện vô số ứng thân để giúp cho chúng sinh xa lìa các khổ đau và đạt được an lạc. Các vị khuyến khích chúng sinh an trụ trong phước lạc mà họ đã chứng nghiệm được. Lòng từ có khả năng mang đến niềm vui cho muôn loài. Các vị đại A-la-hán là những người có lòng đại từ đại bi rất lớn. Trong đời vị lai, cứu giúp họ vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần. Ví như có người đang bị lún cả hai chân dưới bùn. Khi ấy họ kéo một chân lên thì chân kia bị lún sâu hơn, cho đến cuối cùng họ không thể nào nhấc được một bước chân nào. Hoặc như có người bị vây hãm trong vùng nước ngập lụt, không thể nào ra khỏi, cho đến khi quý vị đến và giải cứu họ. Do vì những vị A-la-hán này kéo họ ra và cứu thoát những chúng sinh trong đời vị lai. Chúng ta bây giờ đều có hy vọng được cứu thoát, vì chúng ta là những chúng sinh trong đời vị lai. Nếu quý vị chỉ cần tin vào giáo pháp do các vị A-la-hán giảng dạy, thì quý vị sẽ được độ thoát. Tại sao bây giờ quý vị không biết bay? Tại sao quý vị không đi được trong không trung? Do vì bụi trần còn bám vào quý vị. Nếu đeo bám vào quý vị vào cõi này,
làm cho thân quý vị nặng nề. Đó là nói về lực hấp dẫn vạn vật của trái đất. Nếu quý vị không bị bụi trần bám vào, thì lực hút của quả đất không còn tác dụng đến quý vị, và quý vị có thể đạt được sự tự tại. Vì có quá nhiều khách trần lôi kéo và bám vào áo quần, khiến quý vị khó có thể bay được. Tuy vậy, các vị đại A-la-hán còn nghĩ cách khuyến khích chúng sinh vượt thoát mọi thứ bụi trần, để bụi trần không còn bám vào họ được nữa. Thế nên lực hút của quả đất không còn trì giữ họ được nữa. Khi đã được tự do, họ sẽ nhấc bổng lên trời như quả bóng bay. Quý vị có thể đi đâu tùy ý, lên cung trăng, đến các vì sao và du hành khắp các lục địa, chẳng cần phải mua vé máy bay. Nếu quý vị đạt được trình độ như thế, được gọi là vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần. Câu kinh trước xưng tán đức từ mang lại niềm vui cho chúng sinh của các vị đại A-la-hán. Câu sau tán thán đức đại bi của hàng đại A-la-hán thường cứu thoát chúng sinh khỏi mọi khổ đau. Kinh văn: Kỳ danh viết đại trí xá lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Bà Ni Sa Đà Đẳng Nhi Vi Thượng Thủ. Các vị ấy là đại trí xá lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Phú Nâu La Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Bà Ni Sa Đà làm Thượng Thủ. Giảng: Tên của xá lợi Phất Sariputta có thể được dịch thành ba nghĩa: thân tử, vì mẹ của ngài rất đẹp; thu tử, mẹ của ngài có đôi mắt đẹp như mắt của loài chim diệc; con của châu ngọc, vì mắt của mẹ ngài sáng long lanh như ngọc. Xá lợi Phất có trí tuệ lớn nhất trong số các vị thanh văn. Thực ra, trí tuệ tuyệt luân của Xá lợi Phất đã hiển lộ rõ trước khi sinh ra. Maha Câu Hy La là cậu của Xá lợi Phất, thường tranh luận với chị là Sarika, mẹ của Xá lợi Phất. Maha Câu Hy La thường không bao giờ gặp khó khăn để thu phục chị mình, cho đến khi bà ta mang thai Xá lợi Phất. Lúc đó, bà ta thường mắng em mình vào mọi lúc tranh luận. Nhận ra chị mình mới có khả năng kỳ diệu trong khi tranh luận, chắc hẳn phải nhờ đứa bé đang nằm trong bào thai của chị ấy. Maha Câu Hy La liền tự mình đến các trường để học các pháp của tất cả các vị luận sư ngoại đạo, chuẩn bị cho ngày ông ta sẽ gặp người cháu được sinh ra để tranh luận. Ông ta đã bỏ ra nhiều thời gian ở Nam Ấn Độ để theo đuổi việc học, và khi ông ta trở lại để tìm kiếm người cháu, mới biết cháu mình là Đại Trí Xá Lợi Phất, đã xuất gia theo học với Đức Phật, đã hàng phục nhiều luận sư khắp năm miền Ấn Độ. Khi tranh luận, Xá Lợi Phất chỉ vừa mới 8 tuổi. Maha Câu Hy La bất bình khi biết cháu mình là đệ tử của Đức Phật, bởi vì ông ta đã thường hy vọng rằng sau những năm học tập và với tài tranh luận vô địch của mình, thì ông ta sẽ giành được sự kính trọng và trung thành của Xá Lợi Phất. Ông ta quyết định sẽ đến thách thức tranh luận cùng với Đức Phật, nghĩ rằng nếu mình thắng thì Đức Phật sẽ giao Xá Lợi Phất lại cho mình. Để biểu hiện sự tự tin của mình, ông ta chẳng ngượng ngùng tuyên bố thêm rằng ông ta sẽ cắt đứt đầu mình dâng lên Đức Phật nếu ông ta thua trong cuộc tranh luận. Vậy mà khi đến trước Đức Phật, sự tự tin của ông ta bị lay động và ông ta lo lắng đến cực điểm. Ông lo âu tìm kiếm nguyên lý trong giáo pháp của mình, những luận thuyết để lập nên căn cứ cho cuộc tranh luận rất quan trọng này. Cuối cùng, Đức Phật bảo: "Ông hãy nói đi, hãy lập luận thuyết của ông rồi tôi sẽ xem xét lời thỉnh cầu của ông. Cơ bản là tôi không chấp nhận một đạo lý nào cả." Cuối cùng, Câu Hy La nói với một chút lòng háo thắng, nghĩ rằng lời nói này sẽ làm cho Đức Phật không có lời nào đáp trả lại.
Ồ, Đức Phật đáp lại không chút do dự. Thế ông có chấp nhận lời ông nói hay không? Cậu của Xá Lợi Phất bối rối suy nghĩ. Nếu ta trả lời ta không chấp nhận là ta sẽ phá hủy căn cứ luận thuyết của mình, thế là ta sẽ bị thua cuộc. Còn nếu ta chấp nhận, thì sự chấp nhận ấy sẽ phản lại trực tiếp với cơ bản luận thuyết của mình. Bị đứng trước sự lựa chọn hai đầu đều kẹt, Câu Hy La do dự trong một phần giây, rồi chẳng nói một lời. Ông ta quay gót chân, rồi chạy rất nhanh ra khỏi phòng, rời khỏi đạo tràng của Đức Phật, ra khỏi khu vườn, chạy ra đường, xa đến vài dặm vẫn không dừng lại. Cuối cùng, ông ta lấy lại được chút tự chủ, nhớ lại mình là người biết tôn trọng lời hứa, thấy rằng mình phải trở lại nơi Đức Phật để dâng đầu. Khi ông ta đến trước Đức Phật, hỏi mượn con dao, lúc ấy Đức Phật mới giải thích rằng trong Phật Pháp không ai xử sự như vậy cả. Rồi Đức Phật giảng Pháp cho Câu Hy La nghe và giúp ông ta mở được con mắt Pháp. Một khi huệ nhãn đã được khai mở, ông ta mới thấy rõ sự ngụy biện trong luận thuyết của ngoại đạo mà ông ta đã học rất nghiêm túc. Ông ta xin được theo Phật xuất gia. Maha Câu Hy La, Hán dịch là Đại Tất, có nghĩa là đầu gối lớn, tức là trường trảo phạm chí. Có nơi nói rằng tổ tiên của Câu Hy La có xương bánh chè lớn, có nơi cho rằng chỉ riêng Câu Hy La là có đầu gối lớn. Nói chung, xương bánh chè lớn là một đặc điểm di truyền. Maha Câu Hy La là người luận nghị giỏi nhất trong số đệ tử của Đức Phật. Maha Mục Kiền Liên nghĩa là Maha là đại, có nghĩa là lớn. Mục Kiền Liên, Hán dịch là Thái Thúc Thị, đó là họ. Xưa tổ tiên của Ngài vào trong núi tu đạo, chuyên hái rau để ăn nên có họ như vậy. Còn tên ông vốn có nghĩa là Câu Luật Đà, nghĩa là cây không có đốt. Do vì cha mẹ Ngài tuổi đã lớn mà chưa có con, mới đến cầu đảo ở thần cây, sao mới sinh hạ được ông, nên đặt tên là Câu Luật Đà. Mục Kiền Liên là người có thần thông đệ nhất trong số các đệ tử của Đức Phật. Phú Lâu Na là tiếng Phạn, Hán dịch là Mãn Từ Tử, có nghĩa là con của người có lòng từ rộng khắp. Vu Na, Hán dịch là Mãn, nghĩa là rộng khắp. Do tên của thân phụ Ngài có nghĩa là lời nguyện rộng lớn, tên mẹ của Ngài là Maitrisani, dịch là từ, nghĩa là người phụ nữ có lòng từ. Putra có nghĩa là người con, Hán dịch là tử. Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất, không ai có thể giảng kinh một cách vi tế và sâu sắc như Phú Lâu Na. Khi Phú Lâu Na giảng kinh, các thiên nữ rải hoa và hoa sen vàng trồi lên khỏi mặt đất. Bất kỳ ai có được khả năng giảng pháp thông thạo nên niệm danh hiệu Nam Mô Trưởng Lão Phú Lâu Na nhiều lần. Ngài Phú Lâu Na sẽ dùng trí tuệ và biện tài giúp cho quý vị giảng pháp lưu loát đến mức quý vị có thể chuyển hóa được chúng sinh. Lời giảng tác động đến họ như thế nào? Họ không bị buồn ngủ khi nghe pháp. Khi Phú Lâu Na giảng kinh, không ai muốn ngủ cả. Ngài diễn tả chi tiết tính chất của các pháp rất sinh động, nên Ngài được gọi là Vô Ngại Biển Tài. Tu Bồ Đề là tên của một vị đại đệ tử khác, là người thông hiểu tánh không sâu sắc nhất. Tên Ngài có ba nghĩa: không sinh, thiện hiện và thiện kiết. Khi Tu Bồ Đề sinh ra thì tất cả tài sản trong nhà cũng như vàng bạc ngọc quý đều biến mất, kho tàng trống trơn, không ai biết được những thứ ấy đi đâu. Nhưng do sự biến mất của cải trùng hợp với sự ra đời của ông nên được đặt tên là Không Sinh. 7 ngày sau khi sinh ra, tất cả kho tàng tài sản châu báu xuất hiện trở lại, nên đứa bé được đặt tên lại là Thiện Hiện.
cha mẹ ngài muốn biết sự ra đời của con mình là tốt hay xấu, mới tìm đến một vị chiêm tinh để đoán xem. Bất kỳ lúc nào người ta gặp phải vấn đề gì, họ đều tìm đến tham khảo ở kinh dịch. Nhưng ở Ấn Độ thì tìm đến một cuốn sách gọi là Cố Sự, Unseen Master. Khi cha mẹ tu Bồ Đề xin các vị chiêm tinh đoán giúp cho sự ra đời của con mình là tốt hay xấu, các quẻ hiện ra cho biết vừa tốt lành vừa may mắn, nên ngài được đặt tên là Thiện Kiết. Tu Bồ Đề là người hiểu sâu sắc nhất về không, nên trong Kinh Kim Cương, ngài Tu Bồ Đề là đại diện cho đương cơ trong Pháp hội, có nghĩa là ngài là người thay mặt cho đại chúng đứng ra thưa thỉnh Đức Phật giảng giải về giáo lý Bát Nhã. Upanishada là tiếng Phạn, nghĩa là trần tánh. Do Upanishada ngộ đạo khi nhận ra bản chất của các trần cảnh, bổn lai vốn là không, xưa nay vốn là vô thường. Cùng các vị khác có nghĩa là không chỉ có 6 vị tỷ khưu này trong chúng hội, có ít nhất là 1250 vị đệ tử trong chúng hội. Nhưng 6 vị này là các vị thượng thủ ngồi ở vị trí cao nhất, nên các vị được nêu lên để đại biểu cho các vị đại A-la-hán và hàng đại tỷ khưu.